Sở hữu lứa cầu thủ đầy triển vọng, cộng thêm lợi thế sân nhà, Euro 2020 là giải đấu mà tuyển Anh hội tụ nhiều yếu tố để lần đầu chinh phục đỉnh vinh quang. Giống như tuyển Pháp, mọi người có thể dễ dàng tạo ra một đội hình chất lượng gồm 11 cầu thủ đội tuyển Anh không dự được Euro 2020. Điều đó nói lên sức mạnh chiều sâu mà Tam Sư đang sở hữu thời điểm hiện tại. Vài năm qua, tuyển Anh luôn tích cực trẻ hóa với độ tuổi cầu thủ trung bình thấp thứ hai tại giải đấu lần này. Huấn luyện viên Gareth Southgate muốn các học trò phát huy tinh thần và cải thiện thành tích từng lọt đến bán kết World Cup 2018. Cổ động viên xứ sương mù đã chờ đợi hơn nửa thập kỷ sau danh hiệu lớn đầu tiên tuyển Anh giành được. Thành tích tốt nhất của họ ở sân chơi châu lục mới chỉ là hạng 3 vào năm 1968 và 1996. Tại vòng loại, Tam Sư không mấy khó khăn để cán đích ở vị trí đầu tiên khi thắng 7 trên 8 trận đấu và duy nhất một lần thất bại trước đội tuyển Cộng hòa Séc. Theo thể thức tổ chức mới, tuyển Anh có được lợi thế sân nhà lớn về mặt sân bãi. Nếu nhất bảng và tiến đến chung kết, Harry Kane cùng với các đồng đội sẽ được thi đấu 6 trên 7 trận tại thánh địa Wembley. Trên lý thuyết, Tam Sư là đội ngũ trẻ trung và đầy triển vọng với dàn cầu thủ đang đạt độ 9 là Harry Maguire, Harry Kane, Jordan Henderson, kết hợp với những nhân tố sẵn sàng bùng nổ như Rashford, Phil Foden hay Jadon Sancho. Tuy nhiên, bản lĩnh thi đấu là thứ cần tôi luyện theo thời gian. Bên cạnh đó, chiến lược gia Gareth Southgate chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản nhạy bén về chiến thuật, linh hoạt thay người. Trong giải đấu cần sự tập trung cao độ và chỉ gói gọn hơn một tháng, Southgate cần phải truyền được cảm hứng để học trò chơi với đôi chân thanh thoát cùng cái đầu lạnh. Tương tự World Cup 2018, bán kết là mục tiêu hợp lý mà Tam Sư đặt ra tại kỳ Euro sắp tới. Thế nhưng, khi nhận được sự ủng hộ của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuyển Anh có thể đi đến cuối con đường. Croatia từng tạo nên chiến tích khó tin khi lọt vào đến chung kết của World Cup 2018, nhưng sau cơn địa chấn ở xứ Bạch Dương, đội bóng áo caro đã thay đổi khá nhiều. Mario Mandzukic, Ivan Rakitic và Subasic lần lượt dã từ đội tuyển. Luka Modric, Vidar, Lovren, Perisic tiếp tục cày ải nhưng phong độ không còn đỉnh cao do vấn đề tuổi tác. Sự xáo trộn do xuất hiện hàng loạt con người mới, trẻ trung và non kinh nghiệm khiến Croatia phải đối mặt với nhiều thách thức. Họ phơi áo trước Hungary, bị xứ Wales và Azerbaijan cầm chân nhưng vẫn lách qua khe cửa để có mặt ở vòng chung kết. Bước vào giải Euro 2020, Croatia không còn mạnh như cách đây 3 năm. Chuyện lục đục nội bộ giữa lứa cựu binh và các nhân tố trẻ cũng khiến cho họ suy yếu. Nằm ở bảng D với Cộng hòa Séc và Scotland, Croatia vẫn nắm nhiều cơ hội đi tiếp. Dẫu vậy, vượt qua vòng tứ kết dường như là quá sức với nhà Á quân World Cup. Jadon Sancho đang bước vào mùa hè quan trọng của sự nghiệp khi lần đầu tiên tham dự Euro và hướng đến cuộc phiêu lưu với Man United. Ở tuổi 21, sau gần 4 năm chơi chuyên nghiệp và tạo dựng được tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu, đã đến lúc Jadon Sancho cần có lựa chọn mới để tương lai tốt đẹp hơn. Đội tuyển Anh bước vào Euro 2020 với độ tuổi trung bình khá trẻ là 25,3, trong đó có 9 thành viên chưa vượt quá độ tuổi tham dự Olympic. Bóng đá Anh đang ở vào thời điểm tài năng nở rộ, vì thế dù UEFA cho phép đăng ký 26 cầu thủ, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn phải bỏ qua những tài năng như Mason Greenwood hay Harvey Barnes. Jadon Sancho là một trong những nhân tố trẻ tốt nhất của bóng đá Anh và châu Âu. Vừa qua sinh nhật 21 tuổi cách đây không lâu, nhưng Jadon Sancho đã vượt qua 150 trận đấu chuyên nghiệp. Sancho có 137 trận với Borussia Dortmund, từ các giải đấu ở Đức đến sân chơi châu Âu, anh trải qua 18 trận khác cùng với đội tuyển Tam Sư. Giờ đây, Jadon Sancho chuẩn bị bước vào sự kiện lớn đầu tiên trong sự nghiệp với tuyển Anh. Có thể nói, Euro 2020 là sân khấu để Sancho thể hiện mình sau khi bộc lộ những phẩm chất khiến cho các đội bóng hàng đầu châu Âu mê mẩn. Jadon Sancho với tốc độ và kỹ thuật tốt, hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp toàn diện cho đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Gareth Southgate có thể xếp Sancho đá tấn công cánh phải, chuyển sang trái hoặc tiền vệ công. Thậm chí, ở chừng mực nào đó, anh có khả năng đảm nhiệm vai trò số 9 nào. Nói cách khác, cầu thủ sinh ra ở London là một trong những niềm hy vọng lớn nhất để đội tuyển Anh tìm kiếm danh hiệu Euro đầu tiên trong lịch sử.